bắt đầu hành trình đi giao xe cho một bác đã đặt cọc ở Bắc Giang và không có giấy test xét nghiệm chậm PCR nên không vào được tỉnh Hải Dương, nên là bây giờ sẽ đánh đến chốt kiểm dịch giữa hai tỉnh và xin phép các cán bộ trực chốt ở đó để giao dịch. Thì chiếc BMW X5E53 này sản xuất năm 2005, một chiếc xe khá là chất luôn. Bây giờ là bắt đầu đi anh em nhé. Xe thì nội thất đẹp lắm nên đấy chắc là xem để lấy lợ thôi. Đấy, E53, một con xe mà nó được khá nhiều anh chị chơi xe săn đón, rất khỏe. V63 động cơ thẳng hàng, i6 3.0, dẫn động 4 bánh toàn thời gian 2 cầu anh chị nhá, chạy rất là chất luôn. Thì các bác này cũng là một dân sưu tập xe ở Bắc Giang, đã đặt cọc tối ngày hôm qua khi xe mới về, chưa kịp rửa giấy gì cả. Sáng nay là em rửa qua rồi, lên sàn bàn giao. Đấy, đang chuẩn bị đi anh em nhé, đang tiến hành đi rồi. Thì từ đây đến trên chỗ đó cách khoảng 60 km, 60 km. Rồi, vào đổ cho em nó mấy trăm nghìn tiền xăng. Đấy, cho nó lo lê. Cái dòng BMW X5E53 này anh em cứ đổ xăng xăng 95 anh em nhé, cứ đổ xăng 95. Cho 300 anh ơi. Ok, đóng em 5 nhé. Máy nổ im phăng phắc luôn. Nội thất này đẹp lắm anh em ạ. Đó. Này đổ 300 nghìn là chạy chán chê rồi. Ok, tiến hành. Con này nó đi nó mọi cung đường nó khó đi nó chơi được hết, vì là nó rất là khỏe và dẫn động của nó là dẫn động 4 bánh toàn thời gian, lầy lội đi được hết. Mỗi tội xăng cổ của em nó là sẽ ăn tốn hơn một chút, bởi vì là chiếc này là xác nó rất là nặng và cứ dòng tốn xăng, cứ càng tốn xăng đi càng sướng, càng an toàn. Đấy, càng dễ chịu khi chúng ta vượt và tăng tốc anh chị nhá. 100 km/h đây, không có gì cả, nhẹ nhàng như lông hồng luôn. Kể mà bây giờ đang đi trên cao tốc thì rất là sướng, vì là đi ở quốc lộ 5 này nó cứ trực, nó đòi phi qua 50 đến phi qua 70 thôi, bởi vì là nó khỏe lắm, hơi rơi chân ga một chút thôi là em nó đã bốc đầu, nó đòi vượt rồi. Nhưng mà trên này chỉ cho đi khoảng có điểm là 50 và có điểm giới hạn 70 nên là không thể phát huy hết uy lực được. Thực tế là chỉ cần nhẹ ấn nhẹ chân phát là em nó vút lên luôn, khỏe dã man luôn, đúng là quá trâu bò. Phải nói chiếc X5 là quá trâu bò luôn. Sắp đến chốt các bác ạ, và giờ phải xuống xin phép các bác ở chốt để giao dịch chiếc xe này. Hôm nay còn con này ấy nhỉ, sao ngăn cản hết như kia nhỉ. Khoai rồi. Thuận Thành Bắc Linh thì bị phong tỏa, không thể giao dịch được. Đó, mình cũng phải chấp nhận theo các bác công an thôi. Bởi vì là không phải là vì một mình mà ấy được, vì ở quanh đấy là camera giám sát các kiểu luôn. Thì thôi ok, thì lại đi tìm đường khác, xin phép được chỗ nào thì giao xe ở chỗ đấy. Mùa dịch giao xe hơi vất vả một chút nhưng mà cứ nhiệt tình là sẽ đến tận nơi anh em nhé. Thì đã đến nơi để gặp các bác. Đấy, các bác khách hàng, các bác khách hàng đang xem xe rồi. Đó, chắc chỉ xem một chút nữa thôi là chốt thôi, vì cái mẫu xe này xem chỉ để lấy lại thôi anh em ạ. Đấy, BMW X5. Đây, một bác gái cũng xem xe, rất là ok. Dạ. Dạ.
bây giờ dịch dã này không thể đi nhanh được ạ. Cháu chưa ăn gì luôn. Cháu chưa được ăn gì cả. Vừa mua hai chai nước và uống rồi. Là cầm ơi. Nếu mà vào Hải Dương phải test chậm mới vào được. Ở đâu ạ? Vâng. Thế cô cứ xem đi. Cả hai đều vất vả. Dịch bệnh phải chịu ạ. Đó. Con này còn quá zin, quá đẹp luôn. Liền lạc từng góc cạnh. Xe về sẵn đi. Và cái mẫu xe này thì đó các bác xem đấy, rất là ổn luôn. Máy nổ, còi kêu, bốn bánh quay đều. Rất là khỏe, hai cầu. Ở từng góc cạnh các bác xem cũng rất cẩn thận và cũng biết xem xe, cũng mỗi người một góc. Rồi. Thì sau một thời gian xem thì đã chốt, đã đếm đủ tiền và đã bàn giao xe và giấy tờ cho các bác. Và mọi người bắt đầu chia tay nhau về. Thì đang lùi ra, chỗ này đang hơi tắc đường. Xe thì đã về rồi. Rất cảm ơn bác nhá. Chào tạm biệt bác nhá. Bye 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 bye. Hẹn gặp lại.